Thế giới này cũng rất nhiều người tu hạnh đầu đà, nhưng mà lại không có được chú ý như cái bước chân của thầy Thích Minh Tuệ. Cái lý do dễ hiểu sau này chúng ta tìm hiểu được đó là vì thầy đã dấy động lên, cái gót chân của thầy đã dấy động lên những cái tiềm ẩn trong lòng Phật tử Việt Nam đã bao nhiêu năm nay bị đè nén, bị những cái hình ảnh mà không tốt đẹp của những cái ngôi chùa, những cái vị tăng lữ đã làm cho họ thất vọng. Và cái bước, cái gót chân của thầy Thích Minh Tuệ đã làm sống lại một ý thức, một ý niệm về tu hành đúng của Phật pháp, đã làm cho Phật tử Việt Nam trở mình và cảm thấy rằng bấy lâu nay Phật giáo Việt Nam đã chìm đắm quá sâu vào những tranh chấp, những u mê bởi những vị gọi là cao tăng nhưng mà chưa đắc đạo. Thưa quý vị, cái mảnh áo y phấn tảo của thầy Thích Minh Tuệ đó đã làm cho chúng ta thấy lại những cái mảnh áo khác của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những mảnh áo mà những vị cao tăng mang trên mình, thật ra đó là những mảnh áo của vua chúa chứ không phải là người tu hành. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cao nhất là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, được gọi là Pháp Chủ. Khi Ngài khoác lên bộ pháp y của cao nhất của Phật giáo Việt Nam đó, thì chúng ta tưởng tượng rằng Ngài không phải là một vị tăng sĩ nữa, mà có thể nói là hoàng đế. Vì trên cái bộ pháp y đó nó đầy dẫy những cái sa hoa rất là đẹp và rất là sáng lòa, những cái vật liệu để làm nên cái bộ pháp y đó, làm cho chúng ta rất ngạc nhiên, mất cái vẻ đạo đức, cái vẻ thanh tịnh của một người pháp chủ của Phật giáo cần phải có. Và làm cho chúng ta, nếu mà liên tưởng so sánh với cái áo mà thầy Thích Minh Tuệ đang mặc đó, thì là một trời một vực. Giữa hai cái áo đó, chúng ta thấy một sự xa cách rất rõ ràng. Bên cạnh cái áo của Pháp Chủ Thích Trí Quảng đó, thì cái áo của Thượng Tọa Thích Lễ Trang cũng không hề kém. Thượng Tọa Thích Lễ Trang đó hiện đây đang là cái người cao nhất chỉ dưới Pháp Chủ Thích Trí Quảng mà thôi. Nhưng mà chiếc áo của Ngài Thích Lễ Trang đó, thì quý vị có thể nói là còn đẹp hơn áo của ông Pháp Chủ nữa. Có thể nói là gọi là kiêu sa, quyền quý và hoàng tộc như vậy đó, đã làm cho tín đồ Phật giáo Việt Nam thất vọng rất nhiều khi mà tiếp xúc được với cái mảnh y phấn tảo của thầy Thích Minh Tuệ. Đó là chưa kể những cái bộ áo rực rỡ đầy tính chất đồng bóng của một vị thượng tọa khác. Thưa quý vị, Thượng tọa Thích Chân Quang sau khi mà cái phong trào mà theo dõi bước chân của thầy Thích Minh Tuệ đó, thì ông này trong cái chùa của mình đó, một hôm thuyết pháp đó, đã lên án thầy Thích Minh Tuệ là người lừa đảo, là người tà tư duy và một người ba trợn. Một cái vị tăng nhân như vậy mà nói một cái đồng đạo của mình là ba trợn, là tà tư duy, là không biết tu hành ở đâu, ai là người dạy dỗ cho thầy Thích Minh Tuệ, nói trước hàng ngàn người Phật tử cũng chính bản thân cái chùa của mình. Thì thử hỏi quý vị nghĩ sao? Cái điều này đã dấy lên một cái sự phẫn nộ tột cùng trong mạng xã hội. Và nếu chúng ta, quý vị có theo dõi đó, thì cái mạng xã hội hầu như ai cũng nói tới Thích Chân Quang như là một cái tên hề, mà hơn là một tên hề nữa, ông này có quá nhiều điều sai bậy, sai quấy trong cái tính cách mà thuyết pháp của mình. Sai quấy khi mà dẫn chứng được rằng thuyết nhân quả của nhà Phật, và sai quấy trong cái cung cách mà kêu gọi cúng dường. Thưa quý vị, những cái vị tăng lữ như vậy thì làm sao để cho Phật tử Việt Nam có cơ hội để mà kính trọng được quý vị? Họ uất ức, họ phẫn nộ, nhưng mà không có cách để mà phản ứng. Cái phản ứng duy nhất là sau khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện đó, cái phản ứng của họ là theo và cung kính từng bước chân của thầy Thích Minh Tuệ. Mọi người đều rầm rộ lên tiếng ca ngợi, mà nó phải nói trong cái danh từ Phật giáo là tán thán, tức là ca ngợi. Cái gót chân đó như là một cái gót chân khỏa cái vũng bùn lâu ngày của Phật giáo Việt Nam, để trồi lên những con dung, những con dế, những cái vật dơ bẩn trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, để cho mọi người đều thấy. Cái gót chân đó được tán thán bởi rất nhiều người, trong đó có một vị sư, đó là Thượng tọa Thích Chân Quang. Ở Thích Minh Đạo trụ trì một cái chùa ở Bà Rịa đó, Ngài đã nuôi dạy những cái trẻ mồ côi, hiện thời chừng khoảng 70 trẻ mồ côi để nuôi dạy trong chùa của thầy.
Và trong một bài giảng đó, thầy đã lên tiếng tán thán cái công đức của thầy Thích Minh Tuệ. Cho nên nếu quý Phật tử thật tình quý kính sư Minh Tuệ, cho rằng sư chính là hiện tượng đem lại sự hạnh phúc, hòa bình, lấy lại những cái gì mà gọi là Đức Phật đã trao truyền cho chúng sanh mà bị mai một, bị mất dần trong cái thế giới gọi là mạt pháp, thì hãy đứng hai bên đường thôi, không cần phải chạy theo sư. Chúng ta không có khả năng đi giống như sư đâu. Đó là một người phải tu nhiều đời nhiều kiếp, phải có rất nhiều đời nhiều kiếp thực hành cái hạnh đầu đà này, thì kiếp này mới có khả năng đi giống như sư Minh Tuệ. Đó là những lời tán thán của Thượng Tọa Thích Minh Đạo. Quý vị chúng ta nghe cái đoạn thầy nói chuyện như vậy thì có gì là trái với luân lý, trái với Phật pháp hay không thưa quý vị? Không, hoàn toàn không. Nó nói lên cái tâm trạng của một vị chân tu, kính trọng của một cái vị chân tu khác, điều đó hợp lý và đáng kính ngưỡng. Tuy nhiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại một lần nữa kêu thầy Thích Minh Đạo phải tới tự kiểm điểm và hình phạt là bắt quỳ để sám hối. Khi quý vị nghe điều này, không ai là không nổi giận cả. Cái sự một cái nhà tu, một cái vị chân tu đầy đạo đức như thế, được mọi sự người kính ngưỡng như thế, lại bị cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái tổ chức, một cái danh xưng đang trên đà bị người khác coi thường, lại bắt vị thượng tọa này kiểm điểm là những hành vi của mình là sai, và cái hình phạt là sám hối, quỳ trước mặt cái ban trị sự của tỉnh á để mà sám hối. Cái hình ảnh này lại gây xúc động thêm cho Phật tử Việt Nam, và vì vậy đó người ta lại càng coi thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam như thế nào. Và đây là lời của thầy Thích Minh Đạo khi đã quỳ sám hối, và thầy đã viết những cái lời như thế này: sau tất cả những lời góp ý chân tình của từng thành viên ban trị sự tỉnh trong cuộc họp chiều ngày 25 tháng 5 2024, con rất lấy làm cảm động, xin ghi nhận khắc sâu trong lòng cả đời, không dám quên. Và từ đó con cũng không dám hiện diện trong giáo hội, vì sợ là mất thanh danh, mất uy đức của giáo hội. Con sẽ thôi không tham gia việc giáo hội nữa, con sẽ khép mình trong yên lặng và chỉ xin được tu tập trong tu viện để tiếp tục chăm sóc các em trẻ mồ côi. Thượng tọa Thích Minh Đạo trụ trì một cái chùa ở Bà Rịa đó, ngài đã nuôi dạy những cái trẻ mồ côi, hiện thời chừng khoảng 70 trẻ mồ côi đã nuôi dạy trong chùa của thầy. Và trong một bài giảng đó,